cho hay đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca hát hát ê chê. Ai đem từng cho hay che khuất đường về, gieo rắc u mê nơi quê hương đã lắm bôn bề. Gánh xiê to trên quê hương bé nhỏ, mẹ phải vỗ tay mà cười buồn mắt âu lo. Gánh xiê to trên quê hương cháy đỏ, người người hỏi nhau thì thầm với đắng đo. Ai đem từng cho hay thay những mộ phần, chôn lấp nhân gian cho quê hương nhỏ bé hoang tàn. Sao không đem mộng lành trong thế kỷ dài, mơ tới tương lai, quên đi bao chia chát tranh giành. Thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà Cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam, đất nước Việt Nam thân yêu hình công chữ S đã tan hoang tục hậu. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có những cuộc chia cắt tan đàn xẻ nghé, với hàng vài triệu người Việt đã bỏ nước ra đi, mà vẫn còn tiếp tục không biết bao nhiêu triệu nữa. 41 năm đã đi qua, thời gian đủ để không những một mà hai thế hệ nữa ra đời, và cũng đủ để một hai thế hệ ra đi về miền biên viễn. Những giai đời rồi cũng khép lại. Dù dở tuồng đời, thật buồn cho quê hương dân tộc vẫn còn tiếp diễn. Vài vai diễn, dù là hiền, dù là ác, cũng đã song vai trong thời gian qua. Nguyễn Gia Việt đã có một bài viết viết cho những giai đời. Nghe Lữ gửi đến quý vị, tùy từng người mà cảm nhận. Bài viết như sau. Viết cho những giai đời. Cuộc đời của chúng ta, nó giống như một chiếc xe vậy. Có cái cảnh loi nhoi trên xe, là người lên kẻ xuống. Lắm lúc đi xe đường dài, ngồi bên một người khách mới quen nói chuyện hạp nhau dữ lắm. Nhưng rồi tới xứ nào đó, người ta bước xuống, còn mình ở trên xe. Hồi xưa, khi có chiếc điện thoại di động, thì kiểu này coi như xong. Giờ thì ghi số, lâu lâu nói chuyện, rồi còn cà phê, cà pháo nếu gặp lại. Tôi nói đời như xe là có dụng ý. Đời người tưởng là dài, bè bạn lắm, mà kẻ thù cũng không ít. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta ngỡ ngàng vì một vài hành khách mà chúng ta gọi là bạn hoặc kẻ thù đó biến mất hoàn toàn. Họ biến mất nhanh lẹ, bỏ lại ta ngồi một mình, trơ trụi đến nao lòng. Hàng xóm chửi nhau, ông Tám bà Chín. Ngày nọ, bà Chín ngủm cù đèo, làm ông Tám ngẩn ngơ. Bà Tư, ông Bảy là vợ chồng thương nhau mặn mà. Ngày kia, ông Bảy xí lắc léo, làm bà Tư xỉu lên xỉu xuống vì trống ở trong lòng. Vậy đó, ghét hay thương mà vắng mặt
đều nhớ nhau cả. Thử hỏi hòa thân coi, nếu lưng gù chết, ông có buồn không? Tất nhiên là không hề chi, không can hệ gì. Những lần biến mất mà không bao giờ trở lại đó cũng sẽ nhanh chóng tàn phai thôi. Giả dụ chúng ta có biến mất thì họ cũng chẳng nhớ chúng ta lâu đâu. Chẳng ai để ý tới ai, chẳng ai để ý tới nhau. Tránh làm sao được khi kịch bản cuộc đời đã bày ra một cái cảnh gặp nhau rồi xa nhau. Hầu như ai cũng có một giai tuồng trong cuộc đời, đủ thứ giai mà đôi khi bạn không để ý đó thôi. Thử ngồi ngẫm lại coi, bạn đang có giai gì? Một tuồng hát, dù có cháy rạp, đông khách cỡ nào, rồi cũng có ngày dân chúng chán chê, cô đào, anh kép cũng sẽ hết giai. Họ phải bước ra sau sân khấu, nhường lại cho người khác. Đâu ai ôm khư khư cái sàn hoài trong cả một thời gian dài. Cái sự tàn phai giọng ca, nhan sắc, rồi thị hiếu ngoài thị trường thay đổi, bị đào thải là không tránh khỏi. Người trong cuộc than trời trách đất, vì không ai muốn bỏ sàn nhường cho kẻ khác. Cái gánh nặng tâm tư này không mang nổi nữa rồi. Nguyễn Ngọc Tư đã viết như vậy. Nhưng người được thế giai sẽ vui mừng hớn hở. Khi bức màn buông danh vọng hết, người về lòng rũ sạch sầu thương. Người giàu cởi áo lao son phấn, trả cả vinh quang lẫn đoạn trường. Ngoài đời thì mỗi người chúng ta được giao phó cho một giai tuồng. Đó là sự thật. Và trong chánh trị cũng không ngoại lệ. Thể chế chánh trị này sẽ thay thế cái kia, mới thay cũ, trẻ thay già, dầu không muốn cũng bị thay. Cá nhân này dù có tiếng, có miếng, có hết thảy những danh vọng, nhưng rồi một ngày cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Họ biến mất nhanh còn hơn trong cine. Họ diễn xong vai trò của mình rồi thì biến mất vào hậu trường. Vì họ đã hết vai trò. Trong chính trị có hàng trăm lớp tuồng, với hàng hà cá nhân thiện hay ác, đen hoặc trắng hoặc cà phê sữa đều có. Như một tuồng hát trên sân khấu, khi khán giả tỏ ra không còn hứng thú thì trò chơi không thể tiếp diễn được, phải thay vai, thay luôn thầy tuồng. Rồi người xong trước nhất, tai mình chùi mặt mình. Cho nên là người phải biết mình đang ở vị trí nào, nhất là chơi trò chánh trị. Bạn có thể a dua, có thể tri trét, làm đủ thứ trò che mắt thế gian. Nhưng hãy nhớ câu, được chim bẻ ná, được cá quăng nôm. Khi đã lên đến đỉnh cao, càng leo cao càng thận trọng. Phải nép mình sát đất, vì có câu, thịnh cực tất suy. Cổ nhân xưa không ai muốn mình lên đỉnh hết. Vì lên cao cũng có giới hạn. Đỉnh cao thì sẽ phải xuống, mà xuống rất gian truân, không êm ái một chút nào cả. Đã lên đỉnh cao mà còn ngạo mạn, coi bạn bè thiên hạ chẳng ra cái gì. Cứ quơ, cứ hốt hết thảy lợi danh về mình, làm mình thành trung tâm, ép bạn bè phải xoay chung quanh. Khi góp ý, còn nói những lời khó nghe như ganh tị, dành ăn, thì có ngày sẽ trả giá. Bạn bè tốt là phải biết góp ý khi nói bậy, nó tè le, nói thẳng, nói đúng, vô bản mặt nó. Bạn bè chi mà lúc nó khùng không nói, đợi lúc nó chết khóc sùm làm màu mè lên để làm gì? Thực ra người xưa cũng nói rõ những trường hợp này. Đã leo lên cao thì khó mà xuống. Cái cảm giác đang nô dịch cả thiên hạ sẽ khiến người đó tự giết họ. Sống lâu mà không hề biết quy luật của đạo và đời thì trách ai bây giờ? Vì họ quá tự tin, họ quá chủ quan, hay họ muốn như vậy? Đừng nghĩ thiên hạ phải xoay chung quanh mình. Thử vắng mặt, vắng luôn đi. Coi xã hội này nó có tắc liệm hay không? Vắng mở thì chợ vẫn đông. Mở đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Xong giai rồi. Người viết: Nguyễn Gia Việt.
đem từng cho hề, đem đến thành thị, đem đến thôn quê, ca ca rồi hát hát ê chê. Gánh xiê to trên quê hương bé nhỏ, mẹ phải vỗ tay mà cười buồn mắt âu lo. Cho hè thay những mộ phần chôn lấp nhân gian, cho quê hương nhỏ bé hoàn tàn. Sao không đem mộng lành tới thế kỷ dài, mơ tới tương lai, quên đi bao chi chắn tranh giành. Nhìn nhau bỗng thấy.